Trường, còn nhớ tụi anh không? Bộ mày định đi tu thiệt hả? Này tụi tao qua đây á là để thăm trường mát, không phải thăm mày đâu. Thôi mày với anh Thanh về đi. Trường mát á, tao mới cho nó vào viện vãn. Viện vãn cái gì? Tao có muốn vào bất ngờ muốn tặng cho mày nè. Trường mát nè. Chú bộ. Chú bộ thân mày mà chú bộ. Ừ. Ý, một cô dâu. Ừ đúng rồi, mới cạn lâu rồi đó. Lâu nữa mới viết bài nhạc mới. Anh em mình lâu ngày quá không gặp. Làm cái lại lưu kỷ niệm không? Đừng nói bài đợi chú đẩy nó vô chú bộ. Anh đợi chú đẩy nữa ha chú bộ. Ờ đúng rồi, đợi sao đẩy hai nhá. Rồi bài đợi chú đẩy nha. Tao hay bắt trong chùa cho mấy ông thương nghe lắm á mày. Thằng máy đang quay kìa. Anh em mà dứt luôn đi. Để sống cho ai quan tâm làm chi? Cứ nói đạo lý, tôi đây ngồi nghe nè. Dùng đồng tiền che mắt dù là tiền tí, tôi vẫn ngồi nghe nè. Nhiều tiền xài phung phí, khi này gặp ta những cái sao lại e dè. Đồng tiền không lý trí, đủ bị xài chi, tôi có khi cùng ban mẹ hay đạo lý sân si làm chi? Đạo lý, tôi đây ngồi nghe nè. Dùng đồng tiền che mắt dù là tiền tí, tôi vẫn ngồi nghe nè. Nhiều tiền xài phung phí, khi này gặp ta những cái sao lại e dè. Đồng tiền không lý trí, đủ bị xài chi, tôi có khi cùng ban mẹ hay đạo lý sân si làm chi? Xã hội này cứ việc xô ngã, việc của tôi thì tôi vẫn đứng giữa dòng đời nơi đây hối hả, nhưng việc tôi làm cảm thấy vẫn xứng. Mấy cái thằng hay nói đạo lý thì tụi nó sống như con cờ, còn những người hay sống nghĩ khí thì liệu còn được mấy ai tôn thờ? Đời xô đẩy và con đường cùng là thế nhưng vẫn không nhùng, là xô tới đâu thì đẩy tới đó, mặc kệ mấy thằng bàn phím anh hùng là miệng đời sân si thì chắc chí. Sống lương tâm thật lung tè, không đứng dậy để lao đầu vào thì đến bao giờ mới bán được thùng mê? Đời xô tới đâu tới đây tới đó thôi, sống đời như cơn gió trôi, lòng người chỉ nhiều đó thôi nhưng hiểu được thật sự rất khó. Đời xô tới đâu tới đây tới đó thôi, sống đời như cơn gió trôi, lòng người chỉ nhiều đó thôi nhưng hiểu được thật sự rất khó chơi. Soi người ta làm chi miệng đời sân si, soi người ta liệu bản thân có tốt hơn? Mày cứ nói đạo lý, tôi đây ngồi nghe nè. Dùng đồng tiền che mắt dù là tiền tí, tôi vẫn ngồi nghe nè. Nhiều tiền xài phung phí, khi này gặp ta những cái sao lại e dè. Đồng tiền không lý trí, đủ bị xài chi, tôi có khi cùng ban mẹ hay đạo lý sân si làm chi? Đạo lý, tôi đây ngồi nghe nè. Dùng đồng tiền che mắt dù là tiền tí, tôi vẫn ngồi nghe nè. Nhiều tiền xài phung phí, khi này gặp ta những cái sao lại e dè. Đồng tiền không lý trí, đủ bị xài chi, tôi có khi cùng ban mẹ hay đạo lý sân si làm chi? Lúc tôi ngã cứ cười trước đi, mặc kệ tôi ước mi, ngoảnh đầu quay bước đi đến khi xa cơ tìm tôi chừng chi? Sống như vậy thì chắc là hay. Đời này quá là nhây bè nhiều hơn bạn, ôi quá là cày. Cha mẹ sẽ nuôi mày lớn, nhưng xã hội sẽ dạy mày khôn. Bước ra đời học cách đau đớn, còn đồng tiền ngu sẽ dạy mày khôn. Có miệng cứ việc họ nói, bạn có quyền xì xôi, nhưng nói xong rồi việc gì phải chối? Ôi cái miệng đời này thật giả dối. Đời xô tới đâu tới đây tới đó thôi, sống đời như cơn gió trôi, con người chỉ yêu đó thôi nhưng hiểu được thật sự rất khó. Đời xô tới đâu tới đây tới đó thôi, sống đời như cơn gió trôi, con người chỉ yêu đó thôi nhưng hiểu được thật sự rất khó chơi. Thank you.
đời xô đẩy nhưng ta cứ hãy vững vàng, dòng người bon chen nhưng đôi với ta cũng trắng màng, đừng đợi ta bước không ai bước thấy đôi chân này, phía trước con đường ta bước con đường ở nhân thế.